Đây mọi người nhá, tình hình là ở đây hôm nay là phải lội suối để sang bên nhà khách. Khách mãi bên kia rồi. Hôm nay đi sửa sự cố nhưng mà lần đầu tiên ấy phải đi qua vượt con suối này. Nước. Cái này mà nước to thì mấy nhà bên này ấy, nước mà hôm nào mà lũ lụt thì chắc là đoạn này không đi được. Sâu phết ạ. Anh. Ê. Đây đoạn này nước rất xiết này. Đi theo men theo bờ này. Đoạn này nó còn dễ đi chứ. Để gặp đoạn này nước xiết như này đi. Ây da. Đoạn này hơi khoai. Này không biết là đứt dây hay là lỗi thiết bị đầu cuối đây. Căn bản tín hiệu đây ở trong này không check được tín hiệu cho nên là không biết là lỗi gì. Bình thường thì mình check được thì sẽ biết là lỗi thiết bị hay là lỗi dây thuê bao. Cảm ơn. Chưa thấy cái dây kéo đâu. Anh ơi. Nói. Rồi mọi người nha, bây giờ là đi tìm cái mấy cái điểm ở trên này xem nó có bị đứt dây ở đâu không. Ngày trước thì mấy anh em nó kéo, nó toàn kéo lên cây ấy. Toàn kéo lên cây thì bây giờ đi tìm cũng khá là vất vả. Theo như cái quy định thì những cái hạ tầng mà không đảm bảo thì anh em kỹ thuật được phép từ chối triển khai nhé mọi người nhá. Nhưng mà ở đây ấy, thì đây là có mấy anh em mà bọn em thuê ấy, thì họ kéo lên cây. Căn bản ở dân ở trong này thì họ cũng muốn và họ cũng bảo vệ cái dây của nhà mình rất tốt. Ở đây không phải là lỗi của dân hoặc là người ta có thể chặt cây cả. Mấy nhát đi đây. Quy định thì nó là quy định thôi, nhưng mà một số trường hợp thì mình vẫn nên là kéo cho nhà khách hàng, vậy họ cũng rất là muốn có nhu cầu về cái đường mạng nên mình cũng chịu khó vất vả tí kéo thêm cho khách. Đây mọi người nhá, ở đây là anh em đang kéo trên cột 35 này. Đây không cột 04 nhưng mà cái khoảng của này nó rất là xa này. Đấy. Nhà điểm đi, bên đi đây cột. Có một cái cột 04 ở trong góc này. Bây giờ muốn sang và mé bên kia là phải lội suối để chạy vòng sang bên kia. Cái đường dây này thì nó khoảng hơn 250 mét. Một cột này, một khoảng này, hai khoảng này, ba khoảng cột điện.
Và chốt ở trên cây là 1, 2, 3, 4, 5. 5 chốt, chốt ở trên cây. Đó. Đây cột không buồn chưa? Lực bọn nó Nếu mà bản thân anh em mà có cái máy đo điểm đứt thì nó rất là nhanh thôi, chả phải đi lần mò như này. Căn bản ở đây anh em cái máy đo nó cũng khá là đắt, nó 7-8 triệu một máy cơ, còn đắt nó lại nên nhỏ. cũng không có tiền để bỏ ra để đi xử lý. Nếu mình có thì Đi khẩn này nha. thời gian xử lý nó giảm hẳn xuống. Hai mình là khu nha. Còn nếu mà anh em không có thì anh em mọi người phải tự đi mà lần dây thôi. Hôm nay địa hình ấy phức tạp rồi. Những cái trường hợp mà không lần được ấy Khi thì nào mà sẽ dân cắt cắn ở thì đi giữa, hay đoàn đi hay cắt ở giữa xong mình sử dụng cái bút xoay quang ấy, mình xoay xoay ra xem là nó có thông ra đến đấy không. Nếu mà không thông thì mình thay từ cái điểm đấy quay về nhà. Còn nếu mà nó thông đến đấy thì mọi người sẽ thay từ cái điểm điểm đi cắt thì có đấy lấy nhiều về ai hộp là xong, nó cũng khá là thu có đơn lấy nhiều giản ai thôi. thế á Nhưng mà cái trường hợp như này thì mình nên đấy, mua đi hay có cả đây anh nhỏ. mình nên lần đây mọi người nhá. Đây là cái con suối này, con suối nó vừa chạy sang các góc bên kia, góc vào nhà khách hàng ấy đấy. Còn đây là khách này, khách dẫn đi chứ cái thuê bao này thì không phải em kéo cho nên em cũng không 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 nắm rõ được. Thế là mình phải đi qua cái hướng này. Bình thường nếu mà nhà khách mà mùa nước mà nó mùa nước lên ấy, mùa nước lũ ấy Đã thì nên là là khách đã phải hộp chứ. phải lội qua cái suối này để đi sang bên kia. Cũng ở trong cái đoạn này cũng chỉ có một hai nhà gì đấy là phải lội qua suối như này thôi. Còn bản chất là ở đây nó cũng là bê tông hóa hết rồi, không phải là một nơi mà gọi là vùng sâu vùng xa lắm nữa. Đó nữa đi nói này. Cơ sở hạ tầng nó cũng đảm bảo rồi. Tuy nhiên ở đây là nó đồng ruộng nhiều thôi, rừng núi nó nhiều, đồi nhiều. Người dân ở trong này ấy thì rất là nhiều đồi keo mọi người ạ. Có nhà 20, 30 hecta Có nước có keo keo. cho anh chồng. Nhiều nhà làm nhà to lắm bọn này. Đấy, mùa nước lên ở đây nó phải 3 đến 4 mét này. Khoan đá ở đây nó chảy xiết rồi, nó chảy cho nên là ở đây không 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 trơn lắm. Với lại đá như kiểu là đá cuội ấy, nên Hay là cái không không đó trơn. mua ăn mà dao hay bổ hộp đi ăn ỏng hay là gì đi nói. Đấy, đây khách bảo là mọi Đi lần mau thì đi. nếu mà lũ to ấy thì trèo đồi, trèo sang góc Anh bên chờ này, chờ. đây góc bên Khá là kia, tính là câu xong chéo. mới vòng ra. Khá là vất vả. Ấp ấy, là cái thém đi lại mà anh. Bây giờ là khách là dẫn ra ngoài cái chỗ hộp, bởi vì cái đợi ở đây mình thì mình không biết đường đi cho nên là khách dẫn đi. Bình thường nếu mà mọi người có cái tức là làm cái nghề của kỹ thuật này này thì phải có đủ đồ. Máy đo máy hàn các kiểu là phải có, các bạn không thể sử dụng được được tay được.
Ờ, nghe nó tắc dao đây. Hắn nó dự kiến. Nó đáp nó lên là nó đứng rồi đó. À. Cộm cho. Ừ. Ây da, nhỏ quá. Cái dây này xuống bởi vì cái góc ở bên kia là nó đang bị trùng, khả nghi là nó bị đoạn này thôi. Bây giờ kiểm tra cái đầu phát ở ngoài hộp này xem nào. Đây nó không sáng lên đây mọi người nhá. Cái bút xoay mình cắm ở nhà khách hàng xoay ra đến đây là không sáng này. Thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là nó sẽ bị đứt ngầm ở một cái điểm nào rồi. Đấy. Đây bây giờ hạ cái dây này xuống đó. Xem kiểm tra xem đoạn này nó có bị đứt không. Thông thường cái cáp quang là mọi người không nên buộc như này nhá. Ở đây là kiểu như là nó bị tuột xuống ấy. Thì dân họ lên họ buộc lại. Cáp quang nó không giống như kiểu dây điện. Nếu mà mọi người quấn cáp quang ấy thì nó sẽ bị suy hao tín hiệu. Là làm ảnh hưởng cái dịch vụ của khách hàng. Tiền ơi. Có chọc ở đây luôn tao mà. Nó bị kẹo cắn luôn rồi. Hả?
Đây mọi người nha. Gần một tiếng đồng hồ đi lạnh quanh để tìm cái điểm đứt nhưng mà chưa tìm được. Căn bản ở đây là không có cái máy đo để đo cái điểm đứt, cho nên là còn phải đi lần bằng người, đi lần từng cái cột một ấy. Lúc nãy có một cái điểm nó khả nghi rồi nhưng mà không phải, và không thấy có chỗ nào bị. Bây giờ lại lần nữa thôi, kiểm tra một đoạn này nữa. Thuê bao này có khoảng độ tầm 200 m, hơn 200 m tí. Nhà khách hàng thì ở một cái khu là tách xa, cách đi qua một con suối này, nó chảy. Chưa thấy điểm nào là khả nghi, có mỗi một điểm ở bên góc bên kia khả nghi nhưng mà không tìm được. Đây mọi người này, đây là con suối này. Đấy, kéo sang bên kia là đến hộp. Thử trèo lên cột cống 4 này xem nào. Cay thế nhỉ. Đấy, vào từ lúc 9 giờ này. Mình với lại khách là đi tìm lần một lượt rồi, chưa thấy đâu. Giật mình. Đây thì cũng chả bị sao. Theo như kinh nghiệm thì cái này nó khả năng là nó bị đứt ngầm. Đứt ngầm rất. Ở đấy đứt ngầm rất là cao. Bởi vì cái lúc nãy là cái dây đấy nó bị cái cây, mấy cái cây nó đè xuống. Nhưng mà không biết là điểm nào nó bị đứt ở đấy. Trong cái trường hợp mà không tìm được thì chúng ta sẽ thay lại một đoạn. Một đoạn theo như nghi ngờ thì chúng ta cắt ở giữa thôi. Đây là cái đầu tiên chúng ta đi vào đây. Nào mà nước dâng lên, nó dâng lên tít trên cao kìa. Đây phải được sâu khoảng 2-3 m.
Bên tự nữa liền được không? Ngủ quá. Ôi, ôi. Ôi, ôi, ôi. À được. Ngủ quá rồi, tí nữa đéo biết lên được không? Đây mọi người nhá, sau một lúc thì đi tìm thì ngay cái chỗ, ngay cái đoạn mà người ta chém cây, chặt cây này, cách chỗ chặt cây khoảng độ 10 mét thì là nó bị đứt ngâm ở đây. Đây mọi người này, ăn một vết luôn này. Lúc nãy xuống cái dốc này, lúc nãy đi xuống giữa cái dốc này, đi cái xe xuống ngã luôn này. Lúc đẩy đi lên là không đẩy được, bây giờ phải vứt đồ ở bên dưới này. Bây giờ mới đi lên. Đấy, dép không đi được, phải đi chân đất. Đấy, vào chỗ này đi gần một nửa bánh xe luôn. Lúc nãy căn bản là phi xuống rồi cho nên không quay lại được, phải xuống tít dưới này. Lúc lên thì không lên được, mãi xong rồi mới đẩy được lên. Bây giờ xe đang ở trên này. Mệt vãi trưởng luôn ạ. Các bạn đi cái đoạn này thì nó hơi khó đi, với lại cái nhà khách nó ở độc đạo quá. Đây mọi người, đây là cái chỗ này. Chỗ này vừa mới ngã xe này. Đây cái dốc này. Lên không lên được. Mệt quá. Ôi,
Được cái điểm này cũng là khá là ngon rồi. Làm lúc là nó xong, chỉ cần mình tìm được ra cái điểm của nó thôi, mình làm một tí là xong. Nếu mà có cái công cụ là có cái máy đo ấy thì nó làm rất nhanh thôi, không tốn thời gian như này. Đây mình phải sử dụng đến người để đi tìm cái điểm đứt. Đây, mùa này cũng khá là nhiều nước. Thôi, bây giờ xong rồi. Sáng nay sửa xong hai cái sự cố rồi. Bây giờ đã gần 12 giờ.